chào quý vị khán thính giả khắp nơi. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ sự trở lại với một khuôn mặt rất là khả ái của chúng ta, đó là tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lâm. Hôm nay xin chào chị Anh Lâm. Vâng, xin kính chào chị Vân Anh và kính chào tất cả quý vị khán thính giả. Vâng, thưa quý vị, tưởng cũng nên nhắc lại là chúng ta biết là tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lâm không phải là cư dân của California, rất là quen thuộc của chúng ta, vì chị đã có rất là nhiều những cái event liên quan đến giáo dục tại tỉnh bang California, đặc biệt là bang California. Thì thưa quý vị, Vân Anh cũng xin sơ lược một tí xíu. Tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lâm là một người hoạt động trong cộng đồng của chúng ta trên hơn 30 năm qua, và đặc biệt là chú trọng trong lĩnh vực giáo dục và tuổi trẻ. Chị Anh Lam, thưa quý vị, có rất là nhiều title trong mọi lĩnh vực, nhiều lắm, nhưng mà cái title, cái trọng trách mà chị mà Vân Anh yêu nhất, đó là chị đã từng là cựu trưởng hướng đạo. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lam trở lại với chúng ta để cùng chia sẻ với quý vị là một cái tin vui mới đây thôi, nóng hổi. Thưa quý vị, đó là chị vừa ra mắt một cuốn sách có tên là Living in Grace, Living the Best Life Now. Và ngay lập tức cuốn sách được sự đón nhận nồng nhiệt của độc giả khắp nơi, và cuốn sách đã trở thành bestseller number one on Amazon tại Hoa Kỳ, tại Canada và tại Australia. Và thưa quý vị, tại sao cuốn sách lại được sự đón nhận nồng nhiệt nhanh chóng như vậy? Mời quý vị theo dõi và chia sẻ với tác giả tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lam sau đây. Mời chị. Vâng, xin cảm ơn chị Vân Anh và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả ở thành phố San Diego. Rất là đẹp, không phải chỉ đẹp là về thời tiết mà còn đẹp về con người, bởi vì lần nào mà chúng tôi đến thành phố chúng tôi cũng gặp được một cái sự đón nhận rất là yêu quý và ấm cúng của tất cả các quý vị trong thành phố. Thì trở về cuốn sách mình tạm dịch sơ là Living in Grace, Living Your Best Life Now, tạm dịch là sống trong Grace, sống đời tốt đẹp nhất ngay hôm nay. Thì thật ra cái cuốn sách này nó là một cái ấp ủ của chúng tôi trong bao nhiêu năm qua, và phải có những cái cơ duyên là vì cái cơn đại dịch pandemic mình không có đi đâu được cả, mình ở nhà nhiều hơn thì mới có thời giờ để mà mình sắp xếp ý tưởng. Và một điều mà chúng tôi rất là bất ngờ đó là được cái sự đón nhận rất là nồng nhiệt của độc giả khắp nơi trên toàn thế giới. Chúng tôi nghĩ trong cái giai đoạn này là lúc mà chúng ta cần nhìn vào bên trong mình để mà mình xây dựng cái sức mạnh nội tại của mình để mình có thể đối phó với tất cả những cái điều mà bất trắc mà mình không biết được. Mình đang ở trong một cái giai đoạn tôi nghĩ là khó khăn, nước Mỹ nói riêng và toàn thế giới nói chung, khi mà tất cả nhân loại của chúng ta phải đối diện với một cái con virus mà mình chưa có vaccine, mình chưa có cái cách chữa trị. Và đồng thời thì ở trong nước Mỹ chúng ta lại có một cái giai đoạn rất là khó khăn, khi mà cái sự chia rẽ và hận thù nó quá mạnh đi và mình quên mất cái bản chất đẹp tốt đẹp nhất của con người của mình, nó nằm bên sâu bên trong mỗi người mình rồi. Thành ra khi mà nói về sống trong Grace, chúng tôi nói rất nhiều về cái sự nhân bản, về cái tính con người. Và dù là chúng ta có màu da như thế nào, tiếng nói như thế nào, văn hóa như thế nào, mỗi một chúng ta là một món quà của Thượng Đế, và mỗi một chúng ta có một cái điểm rất là tuyệt vời mà tiếng Anh nó gọi ngắn gọn là grace, là một cái ân sủng nó nằm ngay trong chúng ta. Thì khi mà chúng ta thực tập những cái điều mà chúng tôi chia sẻ trong cuốn sách thì mình sẽ trụ được trong cái điểm đẹp đó để mà mình có thể đối phó với bất cứ một cái hoàn cảnh khó khăn nào mà chúng ta đang gặp phải. Chị Anh Lan, khi mà có cái ý tưởng cho đến lúc hoàn thành cuốn sách thì bao lâu vậy chị? Đó cũng là một cái sự nhiệm màu khác. Thực sự chúng tôi cũng không phải là tài cán gì cả. Thật sự nói thú thật với chị là khi mà mình nghĩ mà viết một cuốn sách, mình nghĩ chắc là phải tốn cả bao nhiêu năm trời mới xong, phải không chị? Thì cái Đúng ý rồi chị. tưởng mà viết sách là đã nung nấu. Nhưng mà năm ngoái khi mà chúng tôi bắt đầu vào cái nghề nó gọi là professional speaker, tức là mình đi nói chuyện và làm diễn giả ở khắp nơi trên nước Mỹ đó, thì chúng tôi đi quá nhiều, một tháng đi nhiều khi 3-4 lần. Nói chuyện thành phố này, nói chuyện, và cái đề tài chúng tôi thường thường là nói về thông minh xúc cảm, là mình nói chuyện trong corporation, về trong các organization vân vân. Thành ra mình không có đủ thì giờ, cho nên việc mà mình nghĩ mà mình viết ra cuốn sách chắc cũng có lâu lắm. Nhưng mà nhờ cái dịp mà trong cái dịp dịch á, thì mình không đi đâu, ở nhà, và chúng tôi có một vài người cơ duyên, chúng tôi gặp được một cái người coach, tức là người hướng dẫn tôi, cá nhân tôi cũng là người coach.
Và cái người coach đó thì họ coach cho writer, cho những người viết văn. Thì nhờ cái người coach đó thì chúng tôi tập trung để mà mình xác định là cái thông điệp mình muốn chia sẻ là cái gì. Và tôi viết cái cuốn này chỉ trong vòng có 3 tháng thôi. Tức là từ tháng 7 thì khi mà chúng tôi chia sẻ trên Facebook thì chắc chị Vân Anh cũng có thấy đó. Là lúc đó tôi bảo rằng là tôi bắt đầu viết và tôi nghĩ là đến khoảng cuối tháng 9 đầu tháng 10 thì tôi sẽ xong. Và quả thật là như vậy. Và cái cảm giác đó nó kinh khủng. Và có những đêm nghĩa là không ngủ được thưa chị. Giống như mình chỉ là, thật ra mình cũng không phải là giỏi hơn ai cả, mà mình có một cái điều gì đó nó nung nấu trong người mình. Và quý vị nào mà thường hay quan tâm đến những cái, có những cái đam mê mà sinh hoạt cộng đồng, chắc chị Vân Anh thì hiểu rõ lắm. Thì thường thường nó là một cái lửa trong người mình, mà cái niềm đam mê đó nó nung nấu tới cái độ mà mình không thể ngồi yên được. Thì có những đêm mà 3-4 giờ sáng tôi ngủ không được, tôi phải dậy và tôi viết. Và lúc mà tôi viết tôi không cần phải suy nghĩ, nó tự động nó ra thôi. Thì những cái thông điệp này, và cuốn sách nó rất là ngắn gọn, nó chỉ là khoảng độ trên dưới 100 trang. Và nó đọc rất là dễ, và tôi cố gắng dùng những cái ngôn ngữ nó rất là bình thường, không có quá sức là phức tạp. Và những cái cách mà chúng tôi chia sẻ trong cuốn sách là nhằm để giúp cho quý vị có thể ngay lập tức, mình có thể có những cái cách mà ngay lập tức mình có thể an trú trong hiện tại, mình có thể an trú trong trái tim của mình và những điều tốt đẹp trong con người của mình, để mà mình chiến đấu lại với những cái nỗi lo sợ, với những cái điều bất an nó đang xảy ra trong cuộc sống. Và tôi tin tưởng là những cái điều đó nó đơn giản, và cho đến bây giờ thì tôi nhận được rất nhiều những điện thư và những cái review trên Amazon, cũng như là những người mà tôi chưa hề biết họ liên lạc với tôi qua cái Facebook page, họ cho biết là những cái cách mà tôi chỉ đó là có tiếng Anh nó gọi là immediate result, tức là cái kết quả liền lập tức, mình thực tập thì là mình sẽ có kết quả. Và đó là điều, là cái món quà lớn nhất đối với tôi, là làm sao để mà mình cống hiến cho tất cả quý độc giả, để mà quý độc giả có được là mình có thể sống đời tốt đẹp nhất ngay hôm nay. Như vậy á, grace là gì và tại sao chị lại chọn cái chủ đề là grace thưa chị? Vâng, thì khi mình cái chữ grace á, mà mình nghe là mình đã nghĩ ngay tới vấn đề là đó là một ân sủng của Thượng Đế, phải không ạ? Tức là chữ grace thường thường mình nghe một cái là mình nghĩ ngay tới là một ân sủng, một cái điều gì đó thật là đẹp của Thượng Đế, của ơn trên ban cho mình. Thì trong cái từ điển của Oxford á, thì họ còn nói thêm grace là một cái gì đó đẹp, một cái gì đó nó rất là tế nhị, đẹp. Và nó cũng có nói lên cái nét đẹp của những người mà đang đi di chuyển, mà giống như những người vũ công á, thì họ nói là họ di chuyển với cái grace, tức là rất là uyển chuyển, hài hòa, nhịp nhàng. Thì cái chữ grace, cái ý nghĩa đó, nó cũng có cái ý nghĩa trong khi mình thực hành. Nhưng mà thực ra năm cái chữ G-R-A-C-E đó là nó đại diện cho năm cái giá trị mà chúng tôi trình bày trong cuốn sách. Thì giá trị thứ nhất, thì cái năm giá trị này cũng không phải cá nhân chúng tôi, cũng không phải là người sáng chế nó ra, mà là một người cũng là người gốc Việt, chị Thủy Fujimoto từ New Moon Foundation. Thì tôi gặp chị Thủy năm 2011 là lúc tôi bắt đầu học hỏi về grace. Thì New Moon Foundation sáng tạo ra cái năm giá trị đó, và khi chúng tôi dùng cái đó để mà đưa vào chương trình huấn luyện của trại phát triển kỹ năng lãnh đạo thanh niên lên đường, là thì tôi và nhà tôi soạn ra một cái chương trình để huấn luyện, và từ đó thì chúng tôi bắt đầu thực tập về grace. Thì chữ J đó nó là gratitude, tức là lòng biết ơn. Chữ R đó là respect, tức là sự tôn trọng chính mình, tôn trọng người khác và tôn trọng thiên nhiên. Và chữ thứ ba là chữ accountability, tức là tinh thần trách nhiệm. Và tinh thần trách nhiệm ở đây không phải là chỉ có tinh thần trách nhiệm với những cái việc mình được giao nhiệm vụ, mà mình phải làm chủ cuộc đời của mình phải làm chủ suy nghĩ, cảm xúc và hành động, để mà mình có những trải nghiệm tuyệt vời khi mà mình làm con người mỗi một ngày. Nhưng mà làm được cái chuyện đó nó không có dễ, phải không ạ? Khi mà mình phải thực hành theo một số cái quy tắc thì nó khó, cho nên chị trình cái chữ thứ tư là courage, tức là lòng can đảm. Mình phải có đủ can đảm để mà mình ép mình đi theo một cái khuôn khổ để mà mình có thể thực hiện được những cái mục tiêu mình đặt ra.
Và cuối cùng là engagement, tức là tinh thần dấn thân nối kết. Mình sống ở trên đời, mình không thể nào làm công việc gì mà không có sự tham dự của người khác, của những người mà mình thương yêu, của gia đình mình, của bạn bè mình và những người cùng làm việc chung với mình. Cho nên tinh thần dấn thân nối kết, tiếng Anh nó gọi là engagement, là một trong những cái giá trị căn bản. Và khi năm giá trị này mà nó quyện lại với nhau và chúng ta thực hiện á, thì tôi nói tới ba cái phần. Mình hiểu là cái nó là quan trọng. Thực ra năm cái giá trị này từ bé là ông bà mình đã dạy mình rồi. Chị Vân Anh đồng ý không? Ai cũng biết hết. Nhưng mà từ cái việc mình biết mà tới cái việc mình thực hành đó là cả một cái quãng đường. Và thực hành grace xong rồi đó, mình bước tới cái bước thứ ba là mình trở thành, tiếng Anh nó gọi là embody, tức là mình trở thành grace luôn. Tất cả những hành động, suy nghĩ và cảm xúc của mình nó đều dựa trên năm cái giá trị đó, thì mình trở thành, cuộc sống mình trở thành tuyệt vời. Và điều đó thì tôi có thể coi như là làm chứng được, là bởi vì cá nhân chúng tôi khi đi qua những cái trải nghiệm rất là đau thương năm 2017, và tôi có chia sẻ ở trong cuốn sách, đó là những cái câu chuyện thật mà xảy ra với chính cá nhân tôi. Và tôi thấy được rằng khi mà mình sống với grace mỗi một ngày, mỗi một giây phút, mỗi một cái khoảng khắc mình sống, nó đều là tuyệt vời cả. Cảm ơn chị Anh Lan rất là nhiều với cái sự chia sẻ vừa rồi. Thưa chị, như vậy thì khi mà chúng ta đọc cuốn sách này thì nó sẽ giúp cho chúng ta trong cuộc sống hàng ngày ngay từ bây giờ rất là thực tế. Thì đó là những điều gì chị có thể chia sẻ hoặc bật mí chút xíu trước khi mà quý vị... Dạ dễ lắm. Tức là bây giờ đó mình cứ nghĩ đi, nếu mà mình muốn sống, tại vì ngày hôm qua thì nó qua rồi, đồng ý không? Ngày mai thì chưa tới. Cái mà chúng ta có là ngày hôm nay. Và mỗi một ngày thì chúng ta có 86.400 giây đồng hồ để mà chúng ta sống. Thì trong đó hết. Nhưng mà chúng ta lại hay nghĩ về ngày hôm qua. Đó, đó, exactly. Đúng, đúng, đúng. Thành ra đó, cái vấn đề là ở chỗ khi mà mình ý thức được rằng mỗi một ngày chúng ta chỉ có 86.400 giây đồng hồ để chúng ta sống, thì chúng ta phải, thứ nhất là phải tập để mà mình biết là mình nghĩ về toàn quá khứ không. Tại vì mỗi một chúng ta có thể có một cái quá khứ đau thương, hoặc có một cái chuyện gì đó nó xảy ra cách đây 5 năm rồi, nhưng mà ngày nào mình cũng nhớ tới nó hết trơn á. Ngày nào mình cũng buồn khổ. Và khi mình nhớ tới nó, mình buồn khổ thì mình đánh mất những cái khoảng thời gian mình buồn khổ, mình không làm được cái việc hiện tại. Hoặc là mình lo về tương lai. Cái đó thì tôi bị nhiều lắm. Tức là tôi bị cái tật là hay lo. Cái chuyện gì ấy, ngày hôm nay mình chưa xong nhưng mình đã lo tới ngày mai, ngày mốt, ngày kia. Coi sao trời, sợ trời mưa, trời gió, trời. Nhất là bây giờ cơn đại dịch thì cái chuyện lo lắng là quá sức tưởng tượng luôn đi. Nhưng mà khi mình lo đó, mình vẫn không giải quyết được cái chuyện trong tương lai mà mình bị đánh mất ngay ngày hôm nay. Cho nên khi quý vị thực tập cái sự tỉnh thức, ở trong đó tôi có một cái nó dễ lắm. Tức là mình có 5 phút mỗi ngày, quý vị chỉ bỏ ra 5 phút ban sáng lúc mà mình mới thức dậy, và 5 phút vào buổi tối trước khi mình đi ngủ. 5 phút thôi quý vị, để quý vị có thể an trú trong trái tim của mình, và để mình bắt đầu một ngày mới tràn đầy năng lượng. Và trong quá trình mình đi qua một ngày như vậy thì có những cái cách mà tôi chỉ ở trong cuốn sách, nó cũng rất là đơn giản để chúng ta có thể practice. Thí dụ như mình thực tập cười. Chị Vân Anh thấy không? Cái cười á, ai cười cũng được hết. Mà mọi người nói có chuyện gì đâu, vui đâu cười bây giờ. Toàn là chuyện bực mình không? Làm sao mà cười nổi? Thế nhưng mà mình không biết rằng á, khi mà mình cười đó, và nụ cười bởi ông bà mình rất là hay, nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ. Phải không ạ? Thành ra đó, nếu như mà chúng ta cười được đó, thì nó đem đến ba cái thứ mà vitamin mà nó rất tốt cho chúng ta. Đó. Thì ba cái thứ đó đó là hóa chất trong người, là serotonin, endorphin và dopamine. Thì ba cái hóa chất đó nó giúp cho cái hệ thống miễn nhiễm của chúng ta nó tăng lên. Mà trong cái giai đoạn này là giai đoạn mà đại dịch COVID-19, thì càng làm cho cái hệ thống miễn nhiễm của mình mà càng mạnh đó, thì mình có thể có cơ hội mình chống được cái con virus. Mà cười thì rất dễ, buổi sáng đứng trước gương cười khoảng độ 30 giây. Nếu hồi đầu á, mọi người nói làm sao mà cười được, có chuyện gì đâu cười, thì mình tưởng tượng ra đó, mình nghĩ ra một cái chuyện tiếu lâm gì đó, mình em buồn cười quá, thế là mình cười ha ha ha, mình cười ra tiếng cũng tốt, mà nếu mình cười mình chi cũng được. Chị Vân Anh cứ tập thử đi, chỉ cần 30 giây hay 1 phút, nhưng mà đều đặn sáng nào cũng vậy, chị sẽ thấy cái năng lượng trong người chị nó tràn đầy,
nó tràn đầy, và khi đó đó chúng ta có cái hệ thống miễn nhiễm của mình nó được tốt đẹp hơn, thì đó là chúng ta đã góp phần để cho cái sức khỏe mình tốt hơn. Mà nó rất là dễ. Vâng, chị Vân thấy dễ không? Nếu mà cười như vậy dễ không? Dễ nhưng mà cũng không phải là dễ làm đâu chị. Nếu mà quý vị gặp chị Anh Lan, dù chỉ là lần đầu tiên thôi, quý vị sẽ thấy là nụ cười lúc nào cũng nở trên đôi môi của chị hết. Vâng, thực sự ra đó chị Anh Lan, không có dễ thực hành, nhưng mà nếu chúng ta cố gắng thực hành thì sẽ được. Thưa quý vị, với những chia sẻ của tác giả của cuốn sách Living in Grace, Living Your Best Life Now của tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan vừa qua, thì mình đang thấy là không có lý do gì mà chúng ta không mang cuốn sách này về để bỏ trong kệ sách của gia đình, đặc biệt là trong dịp lễ cuối năm sắp tới chị Anh Lan ha. Đây cũng là một món quà tặng cho bạn bè, để cho bạn bè ở khắp nơi. Chị ơi, cuốn sách này dù muốn mua thì trên Amazon đều có phải không chị? Dạ đúng, ở Mỹ, Canada, ở khắp nơi đều có hết. Quý vị có thể vào amazon.com xong rồi search là Living in Grace, Living Your Best Life Now, thì hiện giờ là chúng tôi mới biết được cái sách Ring cũng ready ngày hôm nay đó. Hôm nay là mình có thể order được sách, mà sách in cũng như là sách ebook. Ebook thì rất là rẻ, chỉ có $2.99. Và có một điều là chúng tôi sẽ lên trên cái Facebook Live, Facebook của cá nhân chúng tôi là Anh Lan The Coach. Thì mỗi một tối thứ ba từ 7 giờ tới 8 giờ giờ Central Time, để mà cùng đọc sách với quý vị và hướng dẫn ở trong đó. Nó có ví dụ như thứ ba này thì chúng tôi sẽ nói về practice cái 5 phút mà gọi là 5 phút tập thở với Grace. Thở như thế nào, tập ra làm sao, thì tôi sẽ chia sẻ là cứ mỗi tối thứ ba thì quý vị lên Facebook, hoặc là nếu quý vị bận thì quý vị vào đó, quý vị có thể coi những cái Facebook live recording mà chúng tôi có. Thì mỗi một thứ ba thì chúng tôi sẽ đọc sách cùng quý vị, tại vì ở trong cuốn sách nó mỏng vậy cho nó có rất nhiều những cái phương cách để cho chúng ta thực hành. Có một cái phương cách mà một cái mà chúng tôi nhận được feedback rất là nhiều, đó là lòng can đảm, làm sao mình identify những cái nỗi sợ của mình, cái nỗi sợ nó có real hay không, và làm sao để mình vượt qua, tại vì đa phần chúng ta đều bị cái là cái sợ nó cản trở mình, để nó làm cho mình không được trở thành một cái phiên bản tốt hơn của mình. Thành ra cái vấn đề mà trong cá nhân, trong cái con người của mình á, là mình thắng được đó, thì mình sử dụng cái grace đó, mình trở thành một cái phiên bản tốt hơn, và từ đó mình sẽ đem lại hạnh phúc, là đầu tiên là cho chính mình, rồi cho những cái người thân xung quanh của mình, và cuối cùng là cho cái cộng đồng và cái xã hội mà chúng ta đang sống. Mà hiện giờ thì chúng ta cần cái đó lắm. Chúng ta cần lắm là thưa chị. Thưa chị Đăng Anh, hiện tại chúng ta đang sống ở trong một cái này xảy ra toàn cầu, đại dịch COVID-19, thiên tai, những cái xáo trộn ngay trong đất nước Hoa Kỳ này, thì những cái lúc khó khăn như vậy, những cuốn sách như này nó lại càng cần thiết hơn cho mỗi người chúng ta, phải không chị Anh Lan? Dạ vâng. Chính xác. Chị nói là cuốn sách đã available on Amazon, nếu chúng ta mua e-copy đó, tức là để coi trên internet đó, thì là 2 đồng bao nhiêu ạ? 99, 2 đồng chính là 3 đồng đó, 3 đồng tiền Mỹ. Dạ. Nếu mà anh muốn cuốn sách để mà để trong tủ sách của gia đình hoặc là 10 đồng, dạ, giá là 9.99. Dạ vâng, nếu mà chị có Prime thì là chị lên chị order thì là 9.99 thôi. Cũng dạ, vâng. Và có những hội đoàn mà họ order chúng tôi đó thì chúng tôi sẽ có giá đặc biệt, nhưng mà cái đó thì xin liên lạc với chúng tôi. Thì dạ, cái vâng. Website để liên lạc là dranhlan.com. Nó rất là đơn giản thôi. Dạ. Website của tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan rất là dễ nhớ, dranhlan.com. Quý bạn vào trong đó để quý vị có thể có cơ hội biết nhiều hơn tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan của chúng ta. Vân Anh rất là yêu những công việc mà chị đã làm trong hơn 3 thập kỷ qua, tức là hơn 30 năm qua. Vân thưa quý vị, và một lần nữa Vân Anh sẽ được giới thiệu quý vị về cuốn sách mới xuất bản, mới ra mắt của tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan. Cuốn sách tên là Living in Grace, Living Your Best Life Now. Và chắc chắn là mỗi người trong chúng ta sẽ có cuốn sách ở trong tủ sách của gia đình, cũng như là tặng cho bạn bè và người thân với một giá rất là nhẹ nhàng. Chị ơi, chị có chia sẻ với quý vị khán giả những cái dự án sắp tới của chị sau khi cuốn sách đã được ra đời trong một thời gian quá ngắn mà được sự đón nhận quá nhanh, thưa chị? Chúng tôi sẽ có một cái chương trình gala, Virtual Gala vào khoảng giữa tháng 12. Chương trình đó để kỷ niệm 15 năm thành lập Học viện Công dân.
Học viện Công dân là do nhà tôi là giáo sư Nông Duy Trường thành lập. Thì cách đây 15 năm anh ấy đã bỏ cái công việc đi dạy để mà vào thực hiện. Thì trong suốt bây giờ tính đổ đồng ra một năm lương giáo sư là khoảng 60.000, là anh đã bỏ hết gần 900.000 đồng trong suốt 15 năm qua để mà thực hiện cái Học viện Công dân. Và ngày nay Học viện Công dân đã đạt được rất nhiều, và chủ yếu lại cũng là công tác sách vở. Chúng tôi tạo được một cái tủ sách dịch thuật mà đầu tiên cho nước nhà mình. Platon toàn tập thì lần trước mà được dịp sang để mà gặp chị Vân Anh và cùng tất cả quý thính khán thính giả ở thành phố San Diego, là lúc chúng tôi ra mắt cái bộ Platon toàn tập. Thì chúng tôi rất là tri ân cái tinh thần mà rất là dễ thương của quý đồng hương ở thành phố San Diego. Thì công việc đó là một cái công việc rất là dài hạn. Và cá nhân chúng tôi thì đến năm 2017 chúng tôi cũng quyết định là quit job luôn, đi theo ông xã để mà phụ một tay. Và từ đó thì tôi mới lập ra Học xá Livestream và mới có thời giờ để mà viết ra cuốn sách này. Thì cả cuộc đời cả phu quân chúng tôi là giáo sư Nông Duy Trường và cá nhân chúng tôi chỉ có một cái mission thôi. Đó là làm sao để mà mình nâng cao cái dân trí ở nước nhà mình, ở Việt Nam nói chung, và ở ngay trong cái thành những cái cộng đồng Việt Nam của chúng ta tại đây. Và khi mà chúng tôi thành lập Học xá Livestream thì chúng tôi mở rộng trên toàn thế giới. Tại vì con người dù là màu da tiếng nói gì thì mình cũng cần những cái giá trị căn bản của một con người. Nhưng mà về Học viện Công dân thì đặc biệt là tập trung vào cho người người dân ở trong nước nhiều hơn, và cộng đồng người Việt ở hải ngoại. Thành ra cái buổi gala đó chúng tôi mỗi một vị mà tham dự, vé thì rất là nhẹ nhàng, chỉ có 25 Mỹ Kim, thì quý vị sẽ được tặng một cuốn sách mà có chữ ký của chúng tôi. Và ngoài ra đó thì chúng tôi dự tính là sẽ có một cái challenge khoảng 7 ngày trên Facebook. Quý vị nào có sách rồi đó thì hãy cùng đi với chúng tôi trong 7 ngày để mà chúng ta cùng nhau thực tập những cái điều mà chúng tôi trình bày ở trong cuốn sách. Thì quý vị cứ vào trong cái Facebook mà Unlearn the Coach của chúng tôi để mà theo dõi. Và chúng tôi cứ mỗi tuần vào ngày thứ ba lại có thêm một cái episode mới là để lên live để nói chuyện. Và cuối cùng là chúng ta sẽ dẫn đến một cái gọi là 7 ngày challenge. Thì đó là một số. Và ngoài ra chúng tôi cũng dự định sẽ viết thêm hai cuốn sách. Một cuốn sách là Grace mà sử dụng cho những người entrepreneur, tức là những người mà làm về vấn đề business owner, và Grace để sử dụng cho các vị phụ huynh, bố mẹ, để làm sao mình làm việc với con cái của mình mà có thể hữu hiệu nhất. Rồi Grace dành cho phụ nữ. Thành ra chúng tôi có sẵn là 6 cái title mà chúng tôi sẽ làm trong năm 2021 thưa chị. Wow, chị Anh Lan ơi, nãy chị Anh Lan nói là mỗi tối thứ ba vào lúc 7 giờ là chương trình live của chị. Và 7 giờ là giờ Houston hay giờ California vậy chị? Giờ của Houston thưa chị, tức là bên California là mới có 5 giờ. Thì 5 giờ hy vọng là cũng xong cái việc đi làm rồi đó. Dạ, thì thường chúng tôi thấy ngày thứ ba thì dễ hơn. Hoặc là nếu quý vị bận thì quý vị cũng có thể đi vào trong cái khách sạn chúng tôi sau đó cũng được, cũng không sao cả. Yeah. Dạ vâng. Vâng, quý vị đang theo dõi phần nói chuyện của tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan, chị là tác giả của cuốn sách vừa mới ra mắt đến độc giả khắp nơi, đó là Living in Grace, Living the Best Life Now. Và một lần nữa quý vị có nhu cầu cần mua cuốn sách này để tặng cho bạn bè và người thân, cũng như là bỏ vào tủ sách của gia đình của chúng ta, mời quý vị hãy vào Amazon và quý vị đánh vào cái tựa của cuốn sách đó là Living in Grace, Living Your Best Life Now, là quý vị sẽ có tất cả những chi tiết được quý vị order, giá cả rất là nhẹ nhàng. Và quý vị muốn biết thêm về một người bạn, một người chị rất là dễ mến, rất là dễ yêu của cộng đồng chúng ta, đó là tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan, mời quý vị vào website đó là rất là dễ nhớ, dranhlan.com. Chị Anh Lan có cái gì bổ túc trước khi chúng ta chia tay quý vị khán giả? Chúng tôi chỉ muốn nhân cái cơ hội này cảm ơn chị Vân Anh và đài VNTV cùng với lại tất cả các quý khán thính giả của San Diego đã lúc nào cũng có một cái sự đón tiếp nồng nhiệt đến tất cả những cái chương trình mang tính chất giáo dục, mang tính chất mà xây dựng con người. Và chúng tôi hy vọng là trong tương lai, nếu mà chị Vân Anh có cái nhã hứng, chúng ta có thể làm một cái ongoing. Và tùy theo cái nhu cầu của quý khán thính giả tại địa phương, nếu chúng ta muốn tìm hiểu về vấn đề thông minh xúc cảm, nhưng mà nó đi qua cái mô thức Grace, tại cái mô thức Grace nó dễ nhớ,
Thì quý vị cứ đọc thử đi, và chúng tôi rất mong đón nhận được những cái ý kiến và của tất cả các quý vị khi mà đọc cuốn sách, bởi vì đây là cái cuốn đầu tiên, nhưng mà chắc chắn không phải là cuốn cuối cùng. Mà chúng tôi nghĩ là chúng tôi muốn dùng cái mô thức Grace này đưa vào trường học của Hoa Kỳ và đưa vào trường học của Việt Nam, để chúng ta có thể giúp cho các cháu ngay từ bé, từ một cái tuổi mà kindergarten tới lại tiểu học với trung học, để các em có thể thực hành năm cái giá trị của Grace, để các em có thể trở thành một người có bản lĩnh và không có điều gì mà nó có thể làm cho các em gục ngã được. Và đó là điều mà tất cả chúng ta đều mong muốn đối với con cháu của chúng ta, phải không chị? Cảm ơn chị Anh Lan rất là nhiều. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị. Và một lần nữa chúng tôi xin chúc cho chị Anh Lan sẽ đón nhận được những thành công cho tất cả những cái hoài bão mà chị đã phủ. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị rất nhiều, và hy vọng là tiến sĩ Nguyễn Phúc Anh Lan sẽ trở lại với chúng ta thường xuyên hơn với những chương trình có hữu ích cho đời sống của chúng ta. Cảm ơn chị. Xin cảm ơn chị Vân Anh và cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả của đài. Xin chào tạm biệt.